Thina kính chào quý vị và các bạn Hôm nay, Thina xin được kháng ảnh chia sẻ cùng quý vị và các bạn Cách nấu bánh canh Nam Phổ Và sau đây là công thức pha bột Gồm 2 cốc bột năng, 1 cốc bột gạo, 3 phần tư cốc bột khoai tây, 2 cốc nước thạc sôi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 cốc bột gạo tiếp tục mình cho vào đây một khúc nước sôi nước này mình nấu thật sôi nha các bạn để bột gạo nó chín nó dẻo mình dùng cái đôi đũa mình khuấy ha bởi vì nước nó còn rất là nóng tiếp tục mình cho vào đây hai khúc bột năng mình cho bột năng nhiều hơn bột gạo nha các bạn mình cũng vẫn dùng đôi đũa mình khuấy ha Bây giờ mình dùng tay nè Mình khuấy cho nó đều Rồi sau đó mình cho vào đây thêm một khúc nước sôi Nước này cũng thật là sôi nha các bạn Bây giờ bột nó đã chín mình cho vào đây 3 phần tư khúc bột khoai tây Nếu mà các bạn không có bột khoai tây thì các bạn có thể thay thế thêm bột năng cũng được nha các bạn rồi sau đó mình nhồi bột thật là nhiều nha các bạn Nhồi càng nhiều thì bột càng mịn Mình đã nhồi rồi các bạn Bột rất là mịn không còn dính tay là được rồi đó Các bạn nhớ nhồi sao mà nó nó vừa nó không nhão không đặc nha các bạn Thì mình ép cái cọng bánh canh mới được Bây giờ mình cho cái cục bột vào cái khuôn ép để mình ép Ở trong cái nồi nước này là 5 lít nước lèo nha các bạn Mình luộc từ nước thịt ba rọi đó Rồi mình vớt cái thịt ra mình lấy cái nước mình lọc lại. Rồi sau đó mình mới cho cọng bánh canh vào. Sau khi mình ép xong á, mình để đó mình chờ cho bánh canh nở nha các bạn, rồi mình đi làm nhân. Rồi nguyên liệu để làm nhân gồm có hai phao tôm, hai phao thịt, 5 lít nước lèo, nước mắm, muối, tiêu, ớt, màu đều hành lá, rau răm và dầu ăn. Cái này là hai phao tôm nè các bạn, mình lột vỏ ra mình rửa thật là sạch ha còn cái này là hai phao thịt ba rọi mình đã luộc chín mình lấy cái nước mình để mình làm nước lèo còn cái thịt một chút nữa mình cắt ra ha còn cái này là nước mắm nè để chút nữa mình nêm vào nồi bánh canh rồi mình có tiêu ớt bột ớt trái rồi mình có thêm màu điều nữa các bạn màu đều này rất là thiên nhiên rồi mình cần thêm muối muối là, là muối biển nha các bạn rồi thêm rau răm rau răm rất là quan trọng nha các bạn rồi mình có hành lá hành lá mình rửa sạch cắt thật là nhuyễn ha ở trong đây là hai pho thịt ba rọi này các bạn mình đã luộc thật là chín rồi mình giữ cái nước lại mình làm nước lèo để chút nữa mình nấu bánh canh còn về cái phần thịt này á mình lấy kéo mình cắt ra rồi mình sử dụng khoảng một khúc thịt thôi nha các bạn mình không có nên cho hết hai phao thịt vào nồi nó sẽ bị đặc ha còn đây là hai phao tôm mình đã lột vỏ mình rửa thật là sạch rồi các bạn bây giờ mình nêm gia vị mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu 1 phần 3 muỗng cà phê ớt bột nếu mà các bạn không có ớt bột các bạn cho ớt trái các bạn băm nhuyễn là cũng được cho chút xíu thôi bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 phần ba muỗng cà phê màu đều màu này rất là thiên nhiên nha các bạn bây giờ mình trộn gia vị với lại tôm cho nó thấm vào nhau, nhau nha các bạn cái phần màu đó, nếu mà các bạn thích cho thêm cũng được mình muốn cho nhiều thì cho Rồi bây giờ mình sẽ cho tôm vào cái máy để mình xay nè. Trước khi mình xay thì mình cho vào đây một muỗng canh tỏi băm nha các bạn cho nó thơm. Rồi thêm một muỗng canh hành tím băm nha các bạn, cũng hành tím đó. Bây giờ mình đậy cái nắp lại ha. Mình xay. Mình bấm thả bấm thả nha các bạn. Mình không có nên À, cho xay cái tôm này một lèo ha nếu mà mình xay một lèo vậy đó thì cái máy bị nóng ha mình bấm nhấp nhấp đó là thả ra nhấp nhấp là thả ra nha các bạn mình xay cho thật là nhuyễn nha các bạn nếu mà các bạn không có máy xay thì các bạn có thể dùng cối mình giả cho thật là nhuyễn cũng được rồi mình xay xong rồi các bạn mình cho ra cái dĩa ha bây giờ tôm quết này nó rất là dẻo đó các bạn nhưng mà không phải là ăn dai như là chả nha các bạn. Nó dẻo thôi. Bởi vì mình cho cái um, tỏi vào á thì nó không có um, dai như là mình làm chả nha. Đặc biệt là cái bánh canh này cái nhân nó phải mềm. Rồi mình trộn lại ha. Sau khi mình trộn tôm xong á mình cho vào cái bịch uh, zip để một chút mình dễ nặng ra các bạn còn nếu mà các bạn không có cái bịch zip lót thì các bạn lấy muỗng múc từng miếng từng miếng ra cũng được nói mình bóp lên cho nó chặt lại nè một chút nữa mình sẽ cắt cái góc bịch ha bây giờ mình bắt chảo nóng lên mình cho một muỗng canh mỡ vào mỡ hoặc dầu cũng được nha các bạn tiếp tục mình cho vào đây một muỗng canh tỏi băm các bạn băm tỏi thật là nhuyễn ha rồi mình cho hai củ hành tím cắt lát vào mình xào chung với nhau khi mà dậy mùi thơm đó thì mình sẽ cho một khúc thịt ba rọi đã luộc chín vào tiếp tục mình sẽ cho vào đây một chút xíu ớt bột tiêu xay và ba muỗng cà phê nước mắm ngon cái phần này thì các bạn có thể gia giảm nha các bạn mình cho vào đây 3 muỗng canh bột năng cộng với lại 4 muỗng canh nước mình trộn chung vào cho cái nước nó sền sệt đó các bạn rồi mình múc hai khúc nước từ cái nồi bánh canh vào cái nồi bánh canh mình để cái bên đó các bạn mình múc nước mình cho vào cái nồi xào này luôn rồi mình nêm nếm một muỗng cà phê muối ha bây giờ cái hỗn hợp này nó sền sệt rồi các bạn mình chờ cho nó sôi lên ha mình nấu cho nó thật là sôi lên các bạn bây giờ mình dùng cái bịch tôm hồi nãy mình cho vào cái bịch lót đó các bạn mình đã tẩm ướp xong rồi đó mình cắt một cái góc ha rồi mình nặng vào cái nồi thịt các bạn nặng sao mà nó không quá nhỏ mà không quá lớn nha các bạn khoảng một muỗng canh là vừa rồi Các bạn theo dõi mình làm ha. Mình làm cho hết cái tôm ở trong cái bịch này nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho hành lá vào. Cái đến là rau răm. Cái món bánh canh này mà thiếu rau răm thì không ngon nha các bạn. Bây giờ mình nêm vào đây một muỗng cà phê tiêu nữa. cái món bánh canh này cần rất là nhiều tiêu nha các bạn, thì nó mới thơm được. mình trộn lên ha. cái nồi bánh canh bây giờ nó cũng đã đặc sệt rồi các bạn. mình nêm vào đây một muỗng cà phê muối. tiếp tục hai muỗng cà phê nước mắm ngon. rồi mình trộn lên. bánh canh rất là đặt yêu cầu đó các bạn. Bánh canh này mình phải nấu cho sền sệt, sệt nha các bạn bây giờ mình cho hết cái nhân vào cái nồi bánh canh ha rất là thơm các bạn cái nồi bánh canh này rất là ngọt bởi vì có nước luộc thịt rồi có tôm nữa hai pho tôm nữa cho nên nó rất là ngon mình không có niêm bột ngọt hay bột niêm gì các bạn Nấu ăn mà mình sử dụng bột ngọt với lại bột nêm nhiều quá không có tốt cho sức khỏe hết các bạn. Cuối cùng, mình sẽ nêm vào nồi bánh canh hai củ hành tím băm thật là nhuyễn để như vậy một thơm nha các bạn. Cái nồi bánh canh này thơm quá các bạn ơi. Mình đã nêm nếm rất là cẩn thận cho nên nó rất là vừa ăn đó các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào thích ăn mặn hơn thì thì gia giảm ha. Bây giờ bánh canh đã chín mình múc ra tô nè. Cái màu sắc rất là đẹp. Hấp dẫn lắm thơm mùi rau răm mùi hành nữa các bạn bây giờ mình múc một chút xíu ớt băm mình cho vào luôn ớt tươi đó các bạn mình băm thật là nhuyễn ha bánh canh nam phổ là một món ăn rất là nổi tiếng ở xứ Huế đó các bạn nếu mà các bạn nào mà có đi du lịch ở Huế á, sẽ được ăn cái món này thì sẽ không bao giờ quên đó các bạn bởi vì nó rất là ngon rất là dễ ăn các bạn dễ tiêu hóa nữa và bổ dưỡng Trời lạnh mà được ăn cái tô bánh canh nóng hổi như vậy thì rất là ấm các bạn. Và bây giờ na xin tạm chia tay với quý vị và các bạn. Nếu thích xin quý vị và các bạn vui lòng nhấn đăng ký subscribe, like, comment để ủng hộ Thina nha. Thina rất cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.